anh ấy. Bữa nay ngày đầu đi làm em dặn này, mình có năng lực nhưng mà mình cũng phải biết lấy lòng sếp. Lờ mà sếp có xuống chỗ anh kiểm tra thì anh cũng phải nói khéo. Anh phải nói là sếp bận trăm có nghìn việc, sếp cũng phải đích thân xuống đấy kiểm tra. Vừa đúng là tinh tế. Anh biết rồi, anh đi nha. Em chào sếp. Em sếp bận trăm công nghìn việc nhưng mà vẫn phải đích thân đi vệ sinh nhà sếp. Thấy mà.